Tất cả các bạn, em tên là Trần Minh Quân, thuộc khoa Quan hệ công chúng và truyền thông của trường Đại học Văn Lang. Ngày hôm nay em xin trình bày về chủ đề U23 Việt Nam thời kỳ huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu tiên, đây là những nội dung chính có trong phần trình bày của em. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận chung kết SEA Games 31 ngày 22 tháng 5 năm 2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành một chiến thắng cảm xúc trước U23 Thái Lan, qua đó giành tấm huy chương vàng lần thứ hai trong lịch sử ở môn bóng đá nam trong các kỳ SEA Games. Và tấm huy chương vàng ấy cũng là tấm huy chương vàng cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm lại hành trình của ông cùng với đội tuyển U23 Việt Nam nhé. Đầu tiên là chiến tích từ quý ngài ngủ gật đến chiến tích U23 châu Á ở Thường Châu. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiên đặt chân bài, chẳng ai nghĩ rằng đó là một thời khắc lịch sử của nền bóng đá Việt Nam. Trước đó chỉ mấy tháng, đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hữu Thắng dẫn dắt vừa có một kỳ SEA Games 2017 đáng thất vọng trên đất Indonesia, trên đất Malaysia. Đó cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, những cầu thủ được người hâm mộ cả nước hết mực yêu quý khi ra mắt công chúng ở U19 Việt Nam. Nếu dùng từ cay đắng để miêu tả cho khoảng thời gian ấy, có lẽ cũng chưa hề đủ. Đội tuyển U23 Việt Nam khi đó phải chịu vô vàn áp lực từ búa rìu dư luận, từ báo chí đến các cổ động viên đội nhà, bản thân các cầu thủ, thậm chí là gia đình của họ cũng bị ném đá tơi bời, điển hình là trường hợp của Công Phượng về thủ thành Phí Minh Long. Buồn cười là ở chỗ, chưa dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam một trận nào, nhưng ông Park Hang-seo vẫn bị các chuyên gia đặt cho những biệt danh theo một cách rất châm biếm. Một trong số đó là biệt danh quý ngài ngủ gật ấy. Vậy mà ai ngờ rằng cũng là một đội tuyển đấy, cũng là những con người đấy, nhưng khi ông Park lên nắm quyền không lâu lại tạo ra được một cú sốc rung nước nhà. Bắt đầu từ những trận đấu ở giải giao hữu M50 Cup trên đất Thái Lan, ông đã trình làng bộ khung chiến thuật mới, và sau giải đấu đấy, đội tuyển U23 Việt Nam đã kết thúc ở vị trí thứ ba. Và rồi tháng 1 năm 2018, đội tuyển lên đường sang Trung Quốc, phép màu bắt đầu bằng trận thua trước U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2. Điều đã được dự báo từ trước, không có gì bất ngờ. Nhưng có những điều rất là mới mẻ từ sau giây phút đấy, đó là sự đổi mới về chiến thuật và cả tinh thần. Sau trận thua Xuân Trường, khi ấy là đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam đã từng phát biểu: "Vì sao chúng ta thua một trận bóng lớn mà lại coi là một chiến thắng? Chúng ta có lấy được điểm nào, vị trí có tăng lên được bậc nào đâu mà coi là thắng? Tại sao ta tham gia các giải đấu châu lục chỉ với mục tiêu cọ xát? Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ này, thay đổi quan điểm này. Thua là thua, thi đấu là để chiến thắng. Thời để cọ xát qua lâu rồi." Về sự đổi mới chiến thuật chuyên môn, nhưng thứ đầu tiên ta cảm nhận được đó chính là tinh thần của những cầu thủ mà ông Park gọi đó là tinh thần Việt Nam. Và chính cái tinh thần Việt Nam đấy đã giúp cho U23 Việt Nam đi một mạch tiến đến trận chung kết và chỉ chịu thất bại gục ngã trước U23 Uzbekistan ở Thường Châu. Trận chung kết được người hâm mộ mãi sẽ nhớ đến sau này. Trình thứ hai đó chính là hành trình lập kỷ lục tại ASEAN 18. Sau chiến tích Thường Châu đầy kỳ diệu, lứa trẻ dưới 23 tuổi của đội tuyển Việt Nam vẫn còn một giải đấu trong năm 2018 để khẳng định cho những người hâm mộ còn hoài nghi về chiến tích lịch sử mới lập được ở Trung Quốc hồi đầu năm rằng đó chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng.
Lần này Ulrich Bonser từ nòng cốt là bộ khung U23 kết hợp thêm những cầu thủ quá tuổi đã tạo nên đội hình chinh chiến ở ASEAN. Khi vào giải đấu, đội tuyển Olympic dưới tay chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục tạo nên những bất ngờ và với đó đi một mạch vào đến trận bán kết của ASEAN. Nhưng tại đây của dưới sức mạnh quá lớn của U23 Hàn Quốc với sự phục vụ của ngôi sao số 1 châu Á Son Heung-min, đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận thất bại 1-3 và chịu dừng bước ở bán kết. Tuy vậy, đó vẫn là một giải đấu vô cùng thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo dưới dưới tay của ông. Là một tấm huy chương vàng lịch sử, tấm huy chương vàng SEA Games 30 ở Manila tạm nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia trong phần lớn năm 2019. Nhưng trong cuối năm ấy, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của cấp độ đội tuyển quốc gia đã tạo ra một sức ép vốn dĩ khi ông Park đến Việt Nam đã lớn, nay lại càng lớn hơn. Đó là kỳ vọng của người hâm mộ về tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam SEA Games kể từ sau khi đất nước được thống nhất. Đội tuyển U22 Việt Nam lần này là một đội tuyển rất khác. Đội tuyển chẳng còn những duy mạnh, những công phượng, những xuân trường, những tiến dũng ở chiến tích Thường Châu trước đó. Nhưng thật may thay, chúng ta vẫn còn đó Quang Hải, còn đó Văn Hậu, cùng với những cầu thủ như Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức, Thành Trung, Tiến Linh. Hơn thế nữa, đây là kỳ SEA Games, chúng ta được bổ sung thêm hai cầu thủ quá tuổi từ đội tuyển là Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Vì thế, nhìn chung con người và bộ khung của U22 Việt Nam khi ấy vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Bước vào giải đấu, ta dễ dàng có được những chiến thắng trước những đối thủ ở vòng bảng. Nếu có khó khăn thì đấy chỉ là một vài trận đấu khi ta để hòa trước Thái Lan và chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia. Đó chính là những cái khó khăn duy nhất của đội tuyển U22 Việt Nam gặp phải trên hành trình bước tới trận chung kết và chinh phục tấm huy chương vàng đầu tiên. Trên màn ảnh của thầy và các bạn chính là hình ảnh Đoàn Văn Hậu khi ăn mừng cùng U22 Việt Nam sau chức vô địch SEA Games 31. Và đây là một đoạn nói về hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Nhưng xen giữa vào những cái nút thăng đấy lại là những nút trầm. Ngay sau khi kết thúc SEA Games 30 ở Philippines, đội tuyển U23 Việt Nam lại bắt tay ngay vào một chiến dịch quan trọng khác trong năm mới 2020. Đó là vòng chung kết U23 châu Á ở Thái Lan. Hai năm trước đó, một U23 Việt Nam xuất thần đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn của giải đấu. Nếu U23 Việt Nam năm 2018 là một tập thể có sự gắn kết, hiểu ý với nhau qua nhiều năm tháng chơi bóng, thì U23 Việt Nam năm 2020 lại là một câu chuyện rất khác. Hai lứa cầu thủ Quang Hải, Đình Trọng kết hợp với một lứa mới hơn của Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức đã bộc lộ ra nhiều điểm yếu, đặc biệt là không còn sự hỗ trợ của hai người anh lớn quá tuổi ở SEA Games là Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Đó chính là sự thiếu liên lạc, thiếu gắn kết trong lối chơi. Âu cũng là một điều dễ hiểu khi hai lứa cầu thủ chỉ thực sự được đá chính với nhau từ vòng loại U23 châu Á và qua SEA Games 30. Vì thế, họ cần có nhiều thời gian hơn để hiểu nhau và nếu muốn tái lập được kỳ tích đấy thì họ phải gắn kết như lứa U23 Việt Nam trước đấy. Nhưng đó là điều không thể trong một sớm một chiều. Chính vì vậy, U23 Việt Nam năm ấy đã kết thúc giải đấu với chỉ 2 trận hòa, 1 trận thua và về nước sau khi vòng bảng kết thúc. Bên cạnh đó, một yếu tố khác dẫn đến sự thất bại trong giải đấu này chính là các đối thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt bài chiến thuật của ông.
Tuy nhiên, để có một bản nhạc hay thì không phải lúc nào cũng là những nút thăng, những âm trầm từ vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 là một sự cần thiết rất đúng để tô vào cái bản nhạc đẹp đẽ của chiến lược gia người Hàn Quốc với cấp độ U23. Dù không thể tái lập được kỳ tích như năm 2018, nhưng qua giải đấu đấy, ông đã ý thức được rằng mình cần phải thay đổi về chiến thuật và con người. Cũng có một điều rất may, giải đấu đấy cũng là giải đấu chính thức duy nhất của các cấp độ đội tuyển trong năm 2020, trước khi người hâm mộ phải có một năm đói bóng đá vì sự bùng phát của dịch Covid-19. Do đó, đây là khoảng thời gian bóng đá tạm nhường lại điểm nhấn cho đại dịch này. Cũng nhờ thế nên rất may là ở thất bại vòng chung kết U23 châu Á không bị người hâm mộ và cái chuyên gia chỉ trích nhiều. Thầy Bắc do vậy cũng có một khoảng thời gian tĩnh lặng cần thiết trước khi có những kế hoạch mới cho tương lai. Và tiếp theo đấy là nội dung số 5. Đó chính là cơn bão cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành tặng cho người hâm mộ quê nhà ở kỳ SEA Games 31. Sau 2 năm không có một giải đấu chính dịch Covid-19, U23 Việt Nam bước vào năm 2022 với một sự kỳ vọng lớn, khác với với một sự kỳ vọng lớn từ các bộ ban ngành và toàn thể nhân dân cả nước. Đó là giành thêm tấm huy chương vàng SEA Games. Vậy tại sao phải làm thế khi đã có tấm huy chương vàng SEA Games rồi? Tại vì đây là một kỳ SEA Games được diễn ra ngay tại sân nhà, ngay tại Mỹ Đình, ngay tại Hà Nội, được sự cổ vũ của khán giả nhà, không giành được chức vô địch như đã từng thì thật tiếc. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì với riêng cá nhân của ông Park, đây là một kỳ SEA Games rất đặc biệt, một kỳ SEA Games cuối cùng trước khi chia tay và thôi dẫn dắt U23 Việt Nam của ông. Vì vậy, đây cũng là một cái động lực để ông quyết tâm để đạt được cái chiếc huy chương vàng này, như là một dấu ấn cuối cùng trước khi nhường ghế nóng lại cho vị huấn luyện viên kế nhiệm. Nếu như đội hình U22 Việt Nam giành SEA Games 30 còn sót lại những Quang Hải, Văn Hậu thì đội tuyển U23 Việt Nam của năm 2022 bắt đầu là một đội tuyển khác hẳn. Không cần các cầu thủ của hai lứa trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam năm nay là một đội tuyển vẫn rất mạnh, nhưng các đối thủ của Việt Nam cũng mạnh lên. Đội tuyển thì cũng không còn những nhân tố vàng, vì vậy mà việc đạt tấm huy chương vàng trên sân nhà cũng là một điều rất khó khăn và thử thách. Nhưng rất may thay, đội U23 Việt Nam vẫn được quyền gọi bổ sung ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức, những ngòi nổ cực kỳ quan trọng của đội tuyển quốc gia trong hành trình có được 4 điểm lịch sử ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Do vậy, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá là một đối thủ mạnh. Vì mạnh nên các đối thủ khác rất dè chừng với chúng ta. Ngoài trận thắng tưng bừng 3-0 trước Indonesia thì các trận đấu sau đó với Philippines, Timor-Leste, Myanmar và Malaysia, khán giả cả nước đã thấy được những lớp phòng ngự, những khối bê tông vững chắc mà các đội tuyển ấy đã tạo ra khi đối đầu với U23 Việt Nam. Trong khi đó, thì đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta lại thiếu đi những cái sự sắc sảo trên hàng công, mà như huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói sau trận hòa không đều trước Philippines. Nếu cứ thi đấu thế này, liệu chúng tôi có thể giành quyền vào bán kết hay không? Nhưng đó là những khó khăn. Nhưng những khó khăn đấy không hề làm nản lòng thầy trò huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ông đã từng trải qua rất nhiều khó khăn khi đối mặt với những cái đối thủ khác nhau, thì những cái đối thủ ở SEA Games cũng vậy, cũng chỉ là những cái đối thủ ngáng đường, ngáng chân ông trên cái hành trình chinh phục tấm huy chương vàng. Tối Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022, bầu trời Mỹ Đình đổ một cơn mưa đầu mùa của Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ra sân cũng mang trong mình những quyết tâm biến những cơn mưa thành những cơn bão cho người hâm mộ cả nước. Trải qua 80 phút thi đấu, ta và Thái Lan, họ đã có những cơ hội ăn miếng trả miếng
và một thế trận cân bằng. Nhưng trong một khoảnh khắc khi tiến lên nhận bóng, anh quan sát thấy bạn Phan Tuấn Tài đang rất thoáng ở cánh trái, nên cầu thủ thuộc biên chế của BKMX Bình Dương đã rất nhanh chóng chuyển hướng trái bóng sang cho Phan Tuấn Tài. Rồi từ đó, cầu thủ số 12 này quan sát thấy có đồng đội bên trong và nhanh chóng thực hiện một quả tạt rất cuộn vào vòng cấm. Sau pha tạt bóng đấy, một pha bật cao đánh đầu nối rất nhanh của Nhâm Mạnh Dũng vào góc chữ A của khung thành thủ môn Kawin Thamsat Chanan. Và thế là cầu trường Mỹ Đình nổ tung, phố đi bộ Nguyễn Huệ nổ tung, và tất cả người dân, tất cả những người con của Việt Nam cũng vì thế mà tưng bừng theo chiến thắng. 15 phút sau, tấm huy chương vàng ấy đã thực sự ở lại Mỹ Đình, đã thực sự ở lại Hà Nội, thực sự ở lại Việt Nam. Hải Bắc và cả đội tuyển U23 Việt Nam đã biến những cơn mưa ở thủ đô thành những cơn bão có quy mô trên khắp cả nước. Còn gì tuyệt vời hơn khi đó là món quà chia tay mà ông đã dành tặng cho người hâm mộ nước nhà. Đó cũng là một kết thúc viên mãn cho một hành trình dài, một bản nhạc dài 4 năm rất đẹp và rất tuyệt vời, đủ cả những đắng, cay, ngọt, bùi của thầy Park với đội tuyển U23 Việt Nam. Và đây chính là thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam với 18 trận thắng, với 7 trận hòa và với 5 trận thua. Một thành tích rất đáng nể phục và rất là cao của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đó cũng là tất cả những gì trong phần trình bày của em ngày hôm nay. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn ạ.